Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 10.000 đồng token Aki token. Một số thông tin về đồng token này: đối tượng cũng phát hành là 10.000 tỷ, đã có 21.254 tài khoản holder, đã phát sinh 39.647 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập link website claim.net, đi truy cập website để mình để phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website của mình. Bước 1, các bạn xác chắc căn chắc. Các bạn có thể sử dụng copy căn chắc này ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chuột Lightning đây. Để thêm địa chỉ token vào ví cho mình, ký hiệu AKL 78. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net, truy cập vào bước 2, ghi giúp họ đây nhé để nhận token. Rồi, các bạn có nhu cầu thì các bạn nhấp vào buy Aki, còn claim các bạn nhấp vào cái này nhé. À đây, thì min thấp nhất của nó là 0.01 BNB. Còn claim thì nó lên trên đây nhé. Thì chỉ là đó, tôi sẽ tiếp tục 9 này nữa. Rồi, rồi thì các bạn cất cái lỗ cái ví của bạn này. Các bạn nhấp vào đây, connect where. Sau đó các bạn chọn ví của các bạn nhé. Rồi nhấp tiếp theo, nhấp thêm nhé, nhấp cái lối. Rồi các bạn nhấp claim cho mình. Ghi ra là 0.000606 bên này bên, các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi, mình hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 10.000 đồng token Aki. Các bạn hãy thường xuyên theo dõi website claim.net để cập nhật những dự án mới ký phần thưởng token mới nhất nha. Trên người mạng Binance Blockchain, nếu bạn nào chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.